Hello các bạn, em xin chào các bạn. Giờ mới có sáng sớm khuya giờ nằm ngủ mà em không có để ý tới cái điện thoại. Thì có rất là nhiều người nhắn tin hỏi em có biết cái chuyện gì xảy ra bên Thiền Am hay không. Thì em có mới vừa nhắn tin cho cô Kỳ Duyên và thầy Hà Hoàng Nguyên, nhưng mà chưa thấy họ trả lời. Mà em có xem bên cái bên anh Thiện Thiện Đạt, anh có nói á là mọi chuyện vẫn ổn, không có sao đâu nha các bạn. Thì cái vấn đề mà ngày hôm nay mà rất là nhiều người tới đó, không phải là họ tới mà bao vây, không phải là họ tới mà bắt hay là làm những cái chuyện bậy bạ. Ngày hôm nay có rất là nhiều người chính quyền hay là những người nhà báo rồi tới, như theo cái thông tin người ta nói đó là những người đã tới để mà kiểm soát thôi, chứ không phải là điều tra hay là áp tội hay là bắt cái này bắt cái nọ, giống như cái những cái lời mà những cái người mà bậy bạ người ta nói. Thì thí dụ như trong nhà mình làm cái gì sai đó thì họ mới tới và họ bao vây họ bắt. Nhưng mà các bạn có thấy những cái hình ảnh mà họ, cái tư thế mà những người họ ngồi không, những cái tư thế đó họ ngồi đâu có phải là cái tư thế mà cái kiểu như mà đi bắt người. Họ ngồi đó chỉ là họ ngồi đang chờ để mà kiểm tra những theo theo lời của anh Thiện Đạt nói là họ tới kiểm tra coi giấy tờ hay là hộ khẩu của các bé coi như thế nào, có hoạt hoạt động như thế nào, chứ không phải là tới để mà ép, để mà bắt hay là buộc tội gì đó, chứ không phải là như vậy. Thì nó nói chung là họ chỉ tới kiểm soát thôi, chứ không phải là tới điều điều tra hay là tới tới bắt người này người nọ như theo theo lời của bên dư luận mà bên bên gì họ nói đó. Thì không phải như vậy, làm em cũng hoảng hồn, em tưởng đâu chuyện gì xảy ra chứ, nhưng mà đâu có chuyện gì đâu xảy ra các bạn. Thì giống như là mình, thí dụ như mình có tiệm mình buôn bán đi, thì ở Mỹ nha, nói theo bên Mỹ nha, thì lâu lâu cái bên sở FDA, nói chung là State Board đi, cái State Board cái họ xuống họ kiểm soát cho mình làm như thế nào, coi mình có đủ tiêu chuẩn hay không hay là này nọ, chứ không phải là mà họ họ xuống để mà họ bắt mình. Có nhiều người người ta phao phao tin đồn mà phải nói là rất là mơ hồ, các bạn biết không? Cho nên đừng có tin vào cái những cái lời mà dư luận quá. Thì cái chuyện họ xuống kiểm soát đó, cái chuyện bình thường thôi nha các bạn, chứ không phải là một cái chuyện phải nói là lớn lao hay là nguy hiểm gì cả, chỉ là bình thường thôi, họ tới kiểm soát bình thường. Thì thường thường họ đi kiểm soát như vậy thì có thêm những cái người đi theo có sao đâu, nhưng mà có một số người là họ là những người mà tao tới tham quan thăm các bé nữa, chứ không phải là bên bên chính quyền của địa phương không. Mà họ các bạn có thấy những cái tấm hình đó, đó họ chỉ tới là họ kiểu như là họ xem xét thôi, theo cái kiểu mà hiền hòa, không có phải là ác ý. Thì mà tôi không biết sao mà cái tin đồn mà cứ nói ra đó là bị bao vây rồi bị bắt rồi tùm lum, em cũng chả hiểu như thế nào. Thế các bạn thấy không, em mới vừa thức dậy thôi đó mà phải làm cái clip này để thông báo cho các bạn biết, các bạn hãy yên tâm, các thầy ở đó không có sao cả. Em chờ tin nhắn trả lời của cô Kỳ Duyên để em coi coi trả lời chưa, thì em sẽ thông báo cho các bạn biết nó như thế nào. Nhưng mà theo lời của anh Thiện 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 Đạt nói thì sẽ không sao, họ không sao cả, cho nên các bạn cứ yên tâm nhé. Chưa có đọc tin nhắn chắc là đang bận rồi các bạn ơi, chưa có ai đọc tin nhắn, thầy Hoàng Nguyên cũng chưa có đọc tin nhắn, chắc là công việc đang bận. Hơn nữa bây giờ là mới có 6 giờ sáng bên em, tức là khoảng đâu 8 giờ tối bên bên giờ bên Việt Nam. Chắc em nghĩ họ sẽ không không có vấn đề gì đâu. Mà cái chuyện này đã xảy ra ngày bữa bữa sáng rồi, thì bây giờ chắc cũng ta 10 tiếng nữa rồi, cho là không có gì xảy ra hoặc nghiêm trọng xảy ra đâu, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Khi mà em có được những cái mà tình hình gì đó thì em sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem, các bạn nghe. Em mới sửa lại cái camera cho nó cao lên chút để mình thấy nó dễ hơn. Thì khi mà những người mà người ta mà không không thích mình đó các bạn hiểu không, chỉ cần mình làm một cái chuyện nhỏ thôi
một cái chuyện nho nhỏ thôi là họ cũng moi móc ra họ làm thành cái chuyện lớn. Thì họ cứ nói là ô người này 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 nọ nọ, các bạn hiểu không? Thì cho nên trên đời này bất cứ mình làm cái việc gì, mình thế nào mình cũng bị người ta chỉ trích, cho dù việc nhỏ như cái con kiến không đáng kể, nhưng mà người ta cũng sẽ làm cái chuyện đó, làm lớn chuyện lên để mà bôi nhọ những cái người mà tốt đó. Thì cái chuyện đó nó không có đáng. Thì em thấy là cái chuyện mà tới kiểm soát đó nó rất là bình thường. Bất cứ ở nơi nào họ cũng có quyền, những bên chính quyền hay là công an rồi đều có quyền tới kiểm soát cả. Kiểm soát để mà con mình có làm đúng theo 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 theo, theo, theo điều lệ hay không. Thì ở Thiền Am mà họ đâu có lừa gạt ai, họ đâu có xin xỏ ai, họ đâu có kêu gọi ai để mà giúp đỡ, và họ không hề miễn cưỡng những cái chuyện gì đó để mà chuốc cái lợi riêng vào 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 người. Thì mình không làm gì sai thì làm sao, tại sao mình phải sợ những cái người mà chính quyền đó, các bạn hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ mình đi lái xe ở ngoài đường, mình chạy đúng theo tốc độ của mình, thì công an hay là cảnh sát nào phạt mình? Không có ai phạt mình cả. Trừ khi mình chạy nhanh hơn hoặc là mình chạy chậm quá. Thí dụ như luật bên Mỹ đi, mình chạy trên đường là cho mình chạy 40 mile, mà 40 mile đó thì mình có thể chạy được tới 45, mà mình chạy 50 thì mình bị phạt. Cái đó là lỗi của mình thì mình phải sợ thôi. Còn mình chạy mà thấp mà 40, mình chạy 30, 37, 38 thì ok, mà mình chạy 35, 32 á thì nó chậm quá. Khi mà nó chậm quá thì nó sẽ cản trở những chiếc xe khác, thì cái đó là không tốt. Mà mình chạy nhanh quá thì nó quá nguy hiểm. Khi mà mình làm gì sai thì mình mới sợ, mà mình không làm gì sai thì mình không có sợ. Cho nên những người mà đang dòm, phải nói là dòm ngó đó các bạn, biết không? À, đây thầy Hà Nguyên trả lời rồi đây. Sáng giờ cả trăm công an xuống đây. Không sao cả. Thì cái đó là một chuyện tốt. Chỉ là họ xuống để mà kiểm tra thôi nha nha các bạn. Thầy đang trả lời. À, không sao cả các bạn ơi. Thầy Hoài Nguyên mới vừa trả lời em là họ chỉ xuống, họ chỉ làm việc về à, vì không sao. Chờ em một tí xíu nha. Cái này là họ xuống, họ chỉ nói về cái vụ mà tôn giáo thôi, không sao cả. Thì tại vì bên thầy bên bên Tịch Thiền Am đó là họ không có vi phạm về cái mà phải nói là luật pháp, thì cho nên nói chung là họ không có vi phạm về mà điều mà Phật giáo, tại vì họ không có hề gia nhập vào Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà không biết tại sao mà thầy phải tố cáo tiếp tục. À, tức là có người kiện nói là về tín ngưỡng vi phạm cái tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà cái đó là không phải đâu các bạn. Vì mình không có gia nhập vào, mình không có giấy chấp nhận của Phật giáo, thì nói chung là mình tu thì mình có thể phải nói là mình nói chung là tự tự do tôn giáo đi, tự do tín tín ngưỡng đi. Khi mà mình tu đó thì
thì mình muốn tin tưởng ai, mình tin tưởng, mình không có kêu gọi ai để mà đi vào cái giáo hội của mình thì mình sẽ không có bị sai lầm gì cả. Thì cho nên cũng không sao. Cái chuyện này là chuyện tốt thôi. Thì mới vừa nói chuyện trực tiếp đấy. Không sao cả. Mình không làm gì sai thì sẽ không sao. Thôi em chỉ nói tới đó thôi. Thì cái sự việc nó như thế nào nữa thì sẽ cập nhật theo nhé. Thì theo lời của thầy nói là như vậy, không có sao cả, mọi người vẫn ổn. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, làm em hoảng hồn mà không biết phải nói sao luôn. Thì nó là như vậy. Không gì cả. Thì các bạn cứ yên tâm nhé, không có sao cả. Họ không có những người chính quyền xuống hoặc cả trăm người như vậy đâu mà không có phải nói là làm cái gì cả, chỉ là xuống điều tra kiểm soát thôi, cái giấy tờ vậy thôi, chứ không có phải là một cái sự mà bắt ai hay là buộc tội ai gì cả. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và nếu như có thông tin gì mới em sẽ chia sẻ cho các bạn biết nhé. Em như các bạn yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, và em sẽ cập nhật những cái tin tức mới về cho các bạn hiểu biết thêm nhé. Em xin hẹn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.